Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình cũng đi xem lưới châu mào mình đặt ngày hôm trước nha mọi người. Bây giờ mình đang ở chỗ lưới này, hình như là nó dính được một con chim rất đẹp. Và chim này cũng hơi hơi to nha mọi người. Giờ mình sẽ quay cho mọi người xem chim này, không biết chim gì nhưng mà nó to, vừa cái đuôi nó dài lắm, nó đẹp. Đây này mọi người, đó nó đang dính chim kìa. Và bây giờ mình sẽ bắt xem nữa con chim gì nha mọi người. Nó chim chim hơi hơi to nha. Hôm nay không hiểu chim này nó tại sao nó lại dính được cái lưới cho mà mình đặt đây nhỉ. Nó chim này khá là to nha mọi người. Đẹp lắm. Chim khá là to nha mọi người. Dính cho chân nó không nó con thao lắm. Đây nè mọi người, chim này cái đuôi dài đẹp lắm, quá đã luôn, cái đuôi nó quá đã luôn, giống như cái đuôi con gà này, cái đầu nó to. Lần đầu tiên mình đặt lưới nó mới dính được con chim to vừa đẹp thế này nha mọi người, mà không biết chim gì cái mỏ nó to quá, vừa săn nữa và cái đuôi nữa đã lắm. Mà chim này không biết có tên gọi chim gì không biết. Đẹp lắm. Có nó cắn này. Ô. Đúng nó gắn ghê thật. To chim này. Nó bắn ngay mà nó cũng dính lưới, kiểu là nó bay là nãy là nó không phải là nó dính hết toàn bộ của nó. Ý là nó bay này là nó bất ngờ nó gặp lưới rồi nó đột ngột nó đạp lại cái chân nó vào lưới, nhưng mà nó không phải là nó dính hết toàn bộ cơ thể của nó, vì nó dính mỗi cái chân của nó thôi. Nó dính vì nó
bất ngờ nó đạp vào lưới xong nó mới dính được cái chân của nó thôi. Chìm đẹp lắm mọi người nhỉ. Quá đã luôn. Lần đầu tiên á mình mà đặt lưới mình mới dính được con chim to thôi này. Trong thời gian trước là mình đặt toàn là dính mấy con dơi rồi con chim cháo mào vàng rồi con chim nhỏ xíu xíu. Chim nó cắn ghê thật, rát tay luôn này. Coi cái mỏ nó nhọn vô cong này này nó lúng tay luôn này. Mà cái loại chim này mình nghĩ là không phải là nó ăn trái đâu, loại chim này khả năng là nó ăn thịt. Vì cái mỏ nó như thế này là nghĩ là nó ăn thịt, nó không phải là nó ăn trái. Là mình bắt được cái đầu của nó rồi. Lúc này là mình bắt không cẩn thận. Cho nên nó đớp mình một nhát ở đây này. Quá đẹp luôn. Đây là nó chỉ dính mỗi cái chân của nó đây này thôi này. Kiểu là nó bay nó đạp vào phát là nó dính vào cái chân này, nó dính vào chỗ này xong rồi nó cuốn 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 ở đây nữa là nó không thoát được. Chim này mình đặt lưới khu vực này mình cũng hay thấy nó bay nhiều con lắm. Không phải chỉ là một con này đâu nha mọi người. Thấy thấy nhiều. Đây mình cũng không biết con chim gì nhưng mà mình thử đem về nhà mình nuôi thử xem nhá mọi người. Mà mình không biết nó ăn con gì. Mình cũng nói thật sự. Mình là mặc dù là mình cũng thuộc con người nhưng mà thuộc dạng cái loại động vật ăn thịt, nhưng mà mình thấy động vật như thế này mình muốn giết nó mình cũng tội, mình cũng không muốn giết nó đâu nha mọi người. Chỉ là mình đi đặt lưới là nó dính thế này là mình đã lỡ quay video thế này là mà chắc là cũng có nhiều người là biểu mình thả rồi, có người thì là mỗi người mỗi khác nha mọi người, mình cũng không biết theo ý người nào. Nhưng mà nếu mà mình thật sự là mình đã dính được con chim mà cũng gọi là tương đối hơi to như thế này là mình mà thả nó thì là chắc là người nhà này chắc họ sẽ nói là mình người ngu nhá mọi người. Chính vì thế là mình con chim này mình sẽ mang về nhà để cho người nhà nó nuôi hoặc là nó xử lý thế nào này, mình cũng không biết đâu nhá mọi người. Vì video đây là mình đã lỡ quay như thế này là mọi người thấy là người nhà mình họ cũng thấy nhá. Chim nó phải là nếu mà chim nhỏ như là chim cháo mào hoặc là chim khác thì nó nhỏ xíu là mọi người nó không quan tâm mấy. Vì này nó dính con chim cũng hơi hơi to này.
Cái đuôi này mình thích nhất là cái đuôi của nó này, dài đẹp, có cái chấm 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 này. Mà đây không biết chim gì nhỉ, mọi người có ai biết chim này là chim gì không nhỉ? Chim này rất đẹp, cái đuôi nó đẹp, nhất là cái đuôi nó, với mắt với cái đầu của nó cũng đẹp. Mắt nó có cái màu màu đỏ đỏ, nó giống như mắt chim gì mình hay thấy trên, như là chim cong hay là chim gì không biết. Bây giờ là mình đã làm video này là đã bắt được chim rồi nhá mọi người. Cũng giống như video mình lần trước là mình nói là mình mà đi thăm mà lưới cha mào trước là không được. Mình nói là mình sẽ cố gắng làm video lưới bắt được chim nhá. Bây giờ mình đã bắt được rồi. Mọi người thấy mình làm video này hay và thú vị, nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình nhá mọi người. Lúc nãy là mình nói là mình đem về nhà mình nuôi, hoặc là mình gọi là xử để nướng ăn, nhưng mà thật ra mình cũng tội nó nhá mọi người. Vì cái chim này nó vừa đẹp vừa hiền thế này nữa, mặc dù nó cắn mình một nhát nhưng mà mình cũng không tức gì nó nha mọi người, vì nó dính lưới của mình sang. Và bây giờ mình sẽ thả nó nha mọi người. Mặc dù chim này rất là đẹp, mình nuôi nó thì mình cũng không biết nuôi nó như thế nào nha mọi người, mà mình cũng không biết cho nó ăn cái gì. Tốt nhất là mình sẽ thả nó đi nha mọi người. Mặc dù là mình rất tiếc. Tiếc ở đây là không phải là mình tiếc mình để giết hại nó, mình nướng ăn nó nha. Chỉ là tiếc mình thích chơi với chim, nhưng mà mình cũng hết cách, mình không biết nuôi nó như thế nào nha. Vì đây là nó cũng còn sống là mình tốt nhất là mình sẽ thả nó, trước khi là mình đi xem lưới là nó bị chết này kia là mình mới đem về mình nướng ăn hoặc là mình làm gì, cái đó là chuyện khác nha mọi người. Còn bây giờ là nó đang còn sống như thế này là mình sẽ thả nó, có ai nói gì mình cũng không biết nữa nha mọi người, ai nói mình ngu cũng được. Thật ra là mình cũng tội động vật lắm, mình không muốn giết hại nó đâu, mình chỉ muốn gọi là thích nghịch thích chơi thôi. Mặc dù nó rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ thả nó nhé. Bây giờ mình sẽ thả nó để cho mọi người xem, mà mình thả nó thật luôn nha mọi người, để mọi người khỏi nghi ngờ mình nói là mình giết hại động vật nha, mình nướng ăn động vật nha. Rồi mình sẽ thả nó cho nó bay đi, rồi mình sẽ quay cho nó, cho mọi người xem nhé. Giờ mình bỏ nó xuống đất để xem thôi, nó chạy nhé hoặc là nó bay. Đó, thả nó đi rồi. Kia là đang ở chỗ góc cà phê kìa. Giờ mình đuổi cho nó đi nhá. Bay đi, bay đi. Đó, nó bay rồi. Thế là hết rồi nhá mọi người. Và bây giờ mình đã thả chim rồi nhá mọi người. Mình không còn gọi là để nướng ăn hoặc là mình nuôi nữa nhá. Vì mình nuôi nó mình cũng không biết nuôi cho nó ăn cái gì. Và mình nhốt nó vào chỗ nào nó cũng khó, cũng tội nó. Thà mình thả cho nó bay đi thoải mái là nó còn tự do được nhá. Giờ mình chỉ xin mọi người ủng hộ mình nhá mọi người. Nếu mà mọi người thấy mình làm video này hay và thú vị, xin đừng quên like và chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Giờ mình xin kết thúc video tại đây nhé mọi người. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người.